Liên quan đến tình trạng rải đinh trên cầu Tân Vũ, Lạch huyện Hải Phòng, danh tính đối tượng rải đinh đã được xác định. Tuy nhiên, trái với suy đoán của nhiều người thì đối tượng này có thể chỉ bị phạt hành chính vì hành vi rải đinh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông thay vì phải đối mặt với mức án hình sự. Đại diện Công an huyện Cát Hải, Hải Phòng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra không khởi tố hình sự với Lê Trung Hiếu, 20 tuổi, về hành vi rải đinh trên cầu vượt biển Tân Vũ, Cát Hải, bởi hành vi này chưa có quy định truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước đó, từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12, nhiều người đi qua cầu vượt biển Tân Vũ, Cát Hải bị dính đinh. Số lượng đinh rải dày dọc cây cầu dài 5 km. Ngày 21 tháng 12, Hiếu bị Phòng Cảnh sát Hình sự PC45 bắt với cáo buộc rải đinh trên cầu vượt biển trong thời gian dài, khiến nhiều phương tiện gặp tai nạn. Sau khi đối chiếu với các quy định của pháp luật, PC45 đã bàn giao Hiếu cùng tang vật là cả túi đinh cho Công an huyện Cát Hải xử lý.